vào phi tiêu thôi. Thank you.
ngươi đến thật đúng lúc. Tàn sư quân địch đã trốn vào sa mạc, bao đuổi theo tiêu diệt chúng. Quả nhiên lũ dư đảng này đang trốn trong sa mạc. Người ngũ độc giáo đánh vào Yến Vân Quan, tướng sĩ thủ thành trúng phải kỳ độc, đều đã phát điên. Thanh lý ngũ độc giáo. Thủy Nguyên ở ngoài ô Yến Vân Quan, mau tới ngăn ngũ đồ hạ độc. Lại là ngươi, xem ra không tránh khỏi hiểu nhầm rồi. Lại có tên đến tìm chết, các ngươi ngăn. Ba đầu này đã thừa cơ trốn mất, không thể thả hổ về rừng được.